cho tôi các linh hồn, mọi sự khác xin cứ lấy đi. Xin chào quý vị khán giả, đặc biệt các bạn trẻ đến với chuyên mục Điểm tin trong tuần của kênh truyền thông Salesian Don Bosco với các tin chính sau. Những hành động và hướng dẫn của giáo hội trước sự bùng phát nghiêm trọng của virus corona. Một số thông tin về tu hội Salesian Don Bosco và suy niệm lời Chúa Chủ nhật thứ năm mùa chay. Sau đây mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết. Những hành động và hướng dẫn của giáo hội trước sự bùng phát nghiêm trọng của đại dịch virus corona. Cả thế giới đang trong cơn khủng hoảng mang tên virus corona. Cái tên corona hiện nay đã len lỏi vào mọi sinh hoạt, mọi ngóc ngách trong đời sống của con người. Nó mang đến nhiều lo sợ, hoang mang và đau khổ cho nhân loại. Mỗi ngày số người nhiễm và tử vong vì corona gia tăng rất nhanh. Theo thống kê của trang worldometers.info, hôm 28 tháng 3, toàn thế giới đã có 597.185 ca nhiễm và 27.359 ca qua đời và 133.360 ca đã phục hồi. Nước Mỹ hiện đã có số ca nhiễm nhiều nhất với 102.142 ca. Nước Ý có số ca qua đời nhiều nhất với 9.134 ca. Theo các hãng tin địa phương, đã có hơn 60 linh mục ở Ý qua đời trong tháng vì virus corona. Báo Avvenire của Ý đã đăng tên của 51 linh mục giáo phận đã qua đời và cho biết có 9 linh mục là tu sĩ các dòng tu khác nhau đã qua đời vì virus corona. Thủ tướng Ý Giuseppe Conte tại cuộc hội đàm với giới chức trách và nhà truyền thông đã nói: "Tôi mong mỗi người dân hãy ý thức hơn về trách nhiệm đối với cộng đồng. Đừng chỉ nghĩ cho mình và người thân của mình. Đừng nhìn những con số như những con số, mà hãy nhớ rằng con số ấy ẩn chứa sự ra đi của ai đó và nó mang theo cả một câu chuyện và gia đình họ. Mong rằng mỗi người chúng ta cũng động lòng trắc ẩn và cảm thông khi nhìn hay nghe những con số như vậy." Giáo hội đang hành động thế nào trước cuộc khủng hoảng toàn cầu do đại dịch virus corona mang lại? Vào trưa ngày 25 tháng 3, lễ truyền tin, sau khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha Francisco đã hợp cùng giáo hội hoàn vũ cầu nguyện với lời kinh lạy cha mà chính Chúa Giêsu đã truyền dạy. Trước đó, Ngài đã gửi lời kêu gọi đến giáo hội hoàn vũ hãy cùng cầu nguyện với Ngài sự kiện này. Tại Việt Nam, hầu như tất cả các giáo phận đã công bố tạm dừng thánh lễ tập trung cộng đoàn tham dự. Riêng tại Tổng giáo phận Sài Gòn, Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng đã gửi thông báo chính thức ngày 25 tháng 3 về việc tạm ngưng cử hành thánh lễ và tất cả các sinh hoạt tôn giáo với sự tham gia của cộng đoàn. Ngài viết: "Không được tham dự thánh lễ và các buổi cầu nguyện chung tại nhà thờ, anh chị em lại càng ý thức hơn về bổn phận cầu nguyện, hoặc riêng tư hay trong gia đình, bằng cách suy ngẫm và cầu nguyện lời Chúa hàng ngày, lần hạt mân côi hoặc sốt sắng tham dự thánh lễ trực tuyến. Mỗi ngày đều có thánh lễ lúc 5:30 và 17:30 được phát trực tiếp và lưu lại trên trang mạng của Tổng giáo phận. Như vậy, quý vị có thể tham dự thánh lễ thông qua kênh YouTube của Tổng giáo phận Sài Gòn. Quý vị hãy vào trang YouTube và đánh chữ Tổng giáo phận Sài Gòn để đến kênh này và tham dự thánh lễ một cách sốt sắng." Cuối thông báo, Đức Tổng giám mục viết: "Anh chị em thân mến, đây là một quyết định rất khó khăn đối với chúng ta, nhất là trong những ngày cao điểm của tuần thánh và phục sinh. Chưa bao giờ chúng ta phải ngưng thánh lễ và các buổi cầu nguyện chung như thế này. Tuy nhiên, chúng ta cùng với người dân cả nước cần phải tranh thủ giai đoạn vàng này để khỏi bị vỡ trận trước dịch bệnh. Việc ngưng các sinh hoạt cộng đồng không chỉ là lo cho sự an toàn bản thân, mà còn là hành vi bác ái đầy tinh thần trách nhiệm vì chúng ta thuộc về một cộng đồng dân tộc và một cộng đồng nhân loại. Nạn dịch này có thể là một đại hồng thủy thanh luyện nhân loại, nhưng cũng sẽ đổi mới thế giới. Chúng ta hãy tin tưởng vào Chúa và luôn hy vọng. Chúa nói, thầy đây đừng sợ, Gioan chương 6 câu 20. Nhờ lời cầu bầu của Đức Mẹ và của các thánh, xin Chúa ban bình an cho anh chị em, cho dân tộc Việt Nam và toàn thể nhân loại." Nếu quý vị nào còn cảm thấy khúc mắc về việc tạm ngưng thánh lễ và các sinh hoạt tôn giáo trong hoàn cảnh hiện nay, xin hãy tìm đọc bài viết Tại sao đình chỉ việc cử hành thánh lễ giữa cơn đại dịch, được đăng trên trang mạng của Hội đồng Giám mục Việt Nam hdgmvietnam.com. Hy vọng rằng với những hướng dẫn cụ thể của giáo hội, chúng ta vẫn có thể sống đức tin cách sốt mến trong tình cảnh khó khăn hiện tại. Thiên Chúa là đấng toàn năng, nhân từ và yêu thương. Ngài thấu hiểu cõi lòng ta và luôn ban muôn vàn hồng phúc cho ai tin cậy, yêu mến và sống trong đường lối của Ngài, đặc biệt trong hoàn cảnh nhiều thử thách hiện nay. Sau đây xin mời quý vị đến với một số thông tin về tu hội Salesian Don Bosco. Thông tấn xã Salesian Anz hôm 25 tháng 3 đưa tin về sự ra đi của Đức cha Angelo Moreschi SDB. Ngài đã qua đời tại Brescia, nước Ý sau khi bị nhiễm virus corona, hưởng thọ 68 tuổi.
Ngài sinh năm 1952 tại Ý, cậu phong linh mục năm 1982. Ngài đã lên đường đi truyền giáo tại Ethiopia và được tấn phong giám mục năm 2010. Đức cha Angelo Moreschi đã rời khỏi vùng đất này sau khi phục vụ giới trẻ, những người nghèo và đàn chiên của mình trong 46 năm sống ơn gọi xa Lê Giêng, 38 năm trong chức linh mục và hơn 10 năm với chức vụ giám mục. Nguyện xin Thiên Chúa nhân lành ân thưởng nước trời cho đức cố giám mục Angelo Moreschi. Nguyện xin mẹ Maria phù hộ các giáo hữu và Đồng Bosco đón nhận người con và người tông đồ xa Lê Giêng vào đoàn tụ với các thánh của đại gia đình xa Lê Giêng trên nước thiên đàng. Trong tình hình dịch COVID-19 đang bùng phát ở Tây Ban Nha, tỉnh dòng xa Lê Giêng Thánh Giacobbe Tiền ở thành phố Madrid đang chịu sự hoành hành nặng nề của nạn dịch này. Nhiều nơi vì không đề phòng nên đã bị lây nhiễm bệnh nặng, trong đó nhiều anh em xa Lê Giêng đã qua đời. Trong tỉnh dòng, mọi cộng đoàn đều được hướng dẫn và huấn luyện kỹ về những điều cần được tuân thủ nghiêm ngặt. Các anh em tu sĩ đang phải sống cách ly hiện nay đang cần tới sự đồng hành, hiệp thông và tình mến của tất cả các em xa Lê Giêng khác, cũng như những sự hỗ trợ về những gì mà khoa học kỹ thuật ngày nay có thể cung ứng. Dù thế nào đi nữa, mỗi người chúng ta cần ý thức rằng tất cả chúng ta đều ở trong bàn tay của Thiên Chúa là cha chúng ta. Hôm 24 tháng 3, các bề trên trong ban tổng cố vấn và các anh em xa Lê Giêng Đông Bosco tại nhà trung ương Sacro Cuore đã cùng lần hạt với cha bề trên cả và sốt sắng dâng hiến toàn thể thế giới cho Đức Trinh Nữ Maria. Các tỉnh dòng của tu hội xa Lê Giêng cũng đang có những ứng biến linh hoạt trước những diễn biến ngày càng phức tạp của đại dịch virus corona. Tại Ethiopia, chính quyền đã quyết định đóng cửa trường học và học sinh phải trở về nhà. Cộng thể xa Lê Giêng Addis Ababa cũng phải đóng cửa trường học. Tuy nhiên, rất nhiều em là các trẻ đường phố không có nhà để về. Và nơi đây chính là nhà của các em. Cha Angelo Regazzo dù đã 75 tuổi và là nhà truyền giáo xa Lê Giêng dấn thân hơn 30 năm, vẫn đầy sức sống của một thanh niên. Trung tâm trẻ Đông Moscow dưới sự điều hành của cha đã tổ chức các lớp đặc biệt, các trận giao hữu thể thao, xem phim giáo dục. Các cha xa Lê Giêng dâng lễ hàng ngày và tìm sức mạnh cho mình nơi những thực hành đạo đức trong tình hình nguy kịch hiện nay. Hôm 21 tháng 3, các tu sĩ xa Lê Giêng tại Hungary đã tạo cơ hội cho người trẻ có một cuộc tĩnh tâm mùa chay trực tuyến qua Facebook tại nhà tĩnh tâm của tu hội. Do các bạn trẻ đã đăng ký tham dự ngày tĩnh tâm trước đó, không thể đến trung tâm vì đại dịch virus corona. Ngày tĩnh tâm bắt đầu với giờ cầu nguyện lúc bình minh trên đỉnh một ngọn đồi, bao quanh bởi thiên nhiên xinh đẹp và hùng vĩ. Sau khi rời ngọn đồi, một thầy thần học đã chia sẻ những suy tư, được theo sau là cuộc rước kiệu Đức Mẹ và cầu nguyện tuần 9 ngày kính Đức Mẹ phù hộ, theo như yêu cầu của cha bề trên cả. Lúc trưa, thánh lễ đã được phát trực tiếp từ nhà nguyện Thánh Vanden, nơi các hội viên cộng thể địa phương làm phong phú việc cử hành tốt lành này với sự tham dự và đồng tế đầy sốt mến. Tại Tây Ban Nha, trong tình cảnh nguy cấp do sự tàn phá của virus COVID-19, các cộng thể xa Lê Giêng đã có những sáng kiến trong việc cộng tác với các trung tâm chăm sóc sức khỏe ở Tây Ban Nha để chung tay và góp phần của mình cho việc phục vụ cộng đồng. Tạm gác lại chuyện COVID-19, chúng ta đến với Bangalore, Ấn Độ. Vào ngày lễ trọng kính thánh Giuse 19 tháng 3 vừa qua, 20 tu sĩ xa Lê Giêng từ những tỉnh dòng khác nhau của Ấn Độ đã được phong chức phó tế bởi Đức Tổng Giám mục của Bangalore Peter Mercado. 5 thầy phó tế từ các dòng tu khác cũng được phong chức cùng với các thầy xa Lê Giêng. Như đã thông tin từ tuần trước, cha giám tỉnh, tỉnh dòng xa Lê Giêng Đông Bosco Việt Nam Giuse Nguyễn Văn Quang hiện đang ở trong khu cách ly Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh sau khi ngày trở về từ Tổng tu nghị 28 được tổ chức tại Ý. Hôm 24 tháng qua, Ngài đã gửi đến toàn tỉnh dòng lá thư tháng 3. Trong thư, Ngài tạ ơn Chúa vì cho dù Tổng tu nghị 28 phải kết thúc sớm so với dự định, nhưng tất cả những vấn đề quan trọng và cần làm đã được hoàn tất. Ngài nhấn mạnh về hai bản văn quan trọng và nòng cốt của Tổng tu nghị. Đó là bài tham luận khai mạc Tổng tu nghị của cha bề trên cả, tổng kết hoạt động tu hội trong 6 năm từ 2014 đến 2020, đề nghị những định hướng mới cho tu hội trong thời gian 6 năm tới, 2020-2026, và lá thư của Đức Thánh Cha Francisco gửi các thành viên tổng tu nghị như là những định hướng của Ngài cho tu hội trong 6 năm tới. Ngài nêu ra một số điểm chính yếu trong bản văn của cha bề trên cả để hội viên lưu tâm hơn. Cha giám tỉnh Giuse cũng nói về cảm nghiệm của Ngài trong tổng tu nghị 28. Đó là tình cảm trân quý mà cha bề trên cả và ban tổng cố vấn dành cho tỉnh dòng Việt Nam, cũng như mối thiện cảm và nhiều tỉnh dòng chia sẻ khi gặp Ngài. Đặc biệt cuối thư, với tâm tình tha thiết, Ngài đã chia sẻ những cảm nghiệm trong thời gian ở trong khu cách ly. Con kết thúc lá thơ này bằng những tâm tình thật thấm thía, xin gửi tới quý bề trên và anh chị em. Trong những ngày chúng con đang bị cách ly khi từ Van Đốc Cô trở về tỉnh dòng mẹ, con cảm nghiệm như mình đang sống những ngày trong sa mạc với Đức Kitô để nhận ra thân phận tội lỗi yếu hèn và đầy giới hạn của mình.
Và từ đó, con cầu xin lòng thương xót Chúa cho chính con, cho anh em con và mọi người, quả thực thấm thía vì tuy gần mà xa. Nhưng chúng ta đâu có dừng lại ở những ngày trong sa mạc, mà là dừng lại dưới chân thập giá để sống những cảm nghiệm của Đức Kitô, như tâm trạng của mẹ Maria với một đời xin vâng trong sự cộng tác vào công trình cứu chuộc, như tông đồ Gioan và Madalena với cả tình yêu chân thành cho Chúa khi đứng dưới chân thập giá. Chúng ta thông phần thập giá với Ngài và tham dự vào sự phục sinh vinh hiển của Ngài. Niềm vui chỉ thực sự đến với chúng ta khi chúng ta bước đi chọn con đường Giê-xu, con đường từ thập giá đến vinh quang phục sinh. Với những thâm tình rất chân thật này, kính chúc quý bề trên và anh chị em hoàn tất mùa chay thánh thật sốt sắng trong cầu nguyện, sám hối và thực thi bác ái, cùng đi hết chặng đường thập giá với Đức Kitô để cùng chia sẻ với Ngài niềm hân hoan của ngày phục sinh. Tiếp thư là lời chúc của cha giám tỉnh. Chúc mừng quý bề trên và anh chị em lễ phục sinh ân phúc, niềm vui chan hòa và bình an. Nguyện xin Chúa thương chúc phúc lành và ban bình an cho quý bề trên và anh chị em, một sự bình an chỉ tìm thấy được nơi Chúa, khi tâm hồn mỗi người chúng ta an nghỉ trong Chúa. Xin mẹ Maria, mẹ đấng phục sinh, ban cho chúng ta cũng hưởng niềm vui phục sinh của chính mẹ. Sau đây là suy niệm lời Chúa Chủ nhật thứ năm mùa chay. Tin mừng Chủ nhật thứ năm mùa chay Gioan chương 11 từ câu 1 đến câu 45 tường thuật về việc Chúa Giêsu cho anh Lazaro từ cõi chết sống lại. Cha Gioan Bautista Trần Văn Hào STB có bài suy niệm đăng trên trang dongboscoviet.info với 4 phần chính. Chúa khóc, chết là gì, ta là sự phục sinh và là sự sống, và phần kết luận. Cái chết là ẩn số lớn nhất mãi luôn đeo bám phận người. Làm người ai cũng phải chết. Ẩn số này là bài toán không có lời giải đối với bao triết gia, cũng như các nhà lãnh tụ tôn giáo từ xưa đến nay. Nhưng đáp án cho bài toán nan giải này đã được Chúa Giêsu khải thị trong tình kinh thuật tin mừng hôm nay. Trước khi cho Lazaro sống lại, Chúa đã nói với Martha, Thầy là sự phục sinh và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống mà tin vào Thầy thì không bao giờ phải chết. Phép lạ làm cho Lazaro trỗi dậy sau 4 ngày được mai táng trong huyệt mộ đã chứng minh quyền năng Thiên Chúa nơi Đức Giêsu. Ngày kết, trong mùa chay thánh, xin Chúa giúp chúng ta thực hiện một cuộc hoán cải nội tâm để luôn biết bám chặt vào Chúa Giêsu, đấng là sự phục sinh và là sự sống, và là đối tượng duy nhất của đức tin nơi chúng ta. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể tiếp tục theo dõi các thông tin trên website của dòng Salesian Don Bosco Việt Nam, donboscoviet.info hoặc website tiếng Anh của vùng Đông Á Châu Đại Dương, bosco.link. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục điểm tin của kênh truyền thông Salesian Don Bosco tuần sau.